Vâng, và sau đây quý vị đến với song ca nam nữ, gửi đến bài hát Bài ca gửi đò, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, biểu diễn Quang Thọ và Hồng Vân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Bye.
Vâng, chúng ta lại chào một tay thật lớn để cảm ơn hai ca sĩ đến từ vùng Tây Bắc trở về với buổi sinh nhật Câu lạc bộ Sơn Ca ngày hôm nay.